Kính bạch sư, cho chúng con hỏi, xem phim online trên các trang chiếu phim miễn phí thì không muốn tốn tiền trên các trang chiếu phim có bản quyền có tính phí như Netflix, Apple TV thì có phạm giới trộm cắp hay tạo nghiệp xấu gì không sư? Khi người khác trộm cắp một bộ phim về để chiếu lên cho quý vị xem thì cái người đó là người phạm tội trộm cắp. Còn khi mình xem á, thì mình không phạm tội trộm cắp, nhưng mình có cộng nghiệp với người ta. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.